Nhất niệm vĩnh hằng, tập 203, thủ đô của Thiên Tôn. Giống như Tinh Không Đạo Cực Tông, thác nước này nối liền với biển cùng sông. Theo nước biển nổ vang, rơi xuống, hội tụ vào trong sông, trở thành nước thông thiên hà chảy xuôi. Chỉ có điều so với thác nước ở bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực Tông luôn xanh biếc, ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, xung quanh thác nước này là một mảnh trắng xóa. Tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Mà ở hai bên thác nước này không ngờ có hai tượng băng cực lớn. Hai tượng băng này dồi dào vô cùng, tản ra khí thế kinh người. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại có thể cảm nhận được điều này giống như lực đè ép đập vào mặt. Đạp vào mặt sông băng, tượng băng bên trái là một nam tử trung niên, rất nho nhã. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Đồng thời, tay phải của hắn vươn ra, giống như muốn chạm đến hư vô. Ở trên tay phải của hắn không phải không có vật gì, mà là đang nâng một mảnh mây trắng dồi dào. Phạm vi của đám mây trắng này cực lớn. Từ phía xa nhìn lại, giống như một mảnh lục địa nhỏ. Ở trên mây trắng này có vô số lầu các, còn có từng cầu vồng. Ở bên trong đều là tu sĩ ra ra vào vào. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì mình hiểu về Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hắn lập tức nhận ra, bức tượng bên trái tay phải nâng mây trắng này chính là Vân Tông của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Như vậy phía bên phải, lại chắc là Lôi Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhìn về phía bức tượng phía bên phải. Bức tượng kia cũng là một nam tử trung niên, nhưng không có loại cảm giác nho nhã nữa, mà tràn ngập sự bá đạo, không giận tự uy. Đồng thời, dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều có tia chớp nhảy nhót, mà trong tay trái hắn giơ lên, cũng nâng một tầng mây. Tầng mây này là màu đen, nồng đậm vượt quá mây đen. Cùng phạm vi của mây trắng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Phía trên cũng là lầu các mọc lên như rừng, tu sĩ rất nhiều. Ngoại trừ màu sắc của tầng mây khác nhau còn có chính là ở trong mây đen này. Từng tia chớp giống như những con rắn bạc vậy, số lượng đếm không hết, dường như vĩnh viễn ở bên trong không ngừng sinh ra, chạy ra tám phương mang theo tiếng sấm nổ vang. Đó chính là Lôi Tông, Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đệ tử dựa theo tu vi khác nhau, thấp nhất nhất trọng thiên, cao nhất cửu trọng thiên. Bên trong tông môn lại là chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là Vân Tông cùng Lôi Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần từ trên bức tượng Lôi Tông thu hồi lại, hắn chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía cao hơn hai tầng mây do hai bức tượng nâng lên, trôi lơ lửng ở cuối trời cao, hai quan tài một lớn một nhỏ giống như được tông môn đội lên. Toàn thân quan tài lớn tối tăm vô cùng, tản ra lực tang thương của năm tháng, hình như tồn tại trong thời gian quá lâu. Ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng sóng dao động của thiên nhân. Chắc là giống như lam sắc thải hồng của Tinh Không Đạo Cực Tông, thuộc về địa phương của thiên nhân. Như vậy quan tài nhỏ hơn một chút ở phía trên, chính là bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong, nơi tất cả quyền lực của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Đó là một cái quan tài thủy tinh, chỉ có kích thước bằng 3 phần của quan tài lớn màu đen, nhưng lại chí cao vô thượng, sừng sững ở chỗ cao nhất, tản ra khí tức kinh người bao phủ toàn bộ Bắc Mạch. Hoan nghênh đã tới, Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Vân Lôi Song Tử mắt thấy biểu tình giật mình của mọi người ở bốn phía xung quanh, liền cười ngạo nghễ, hờ hững mở miệng. Tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, mỗi một người đều phấn chấn vô cùng. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn trở lại nhà, khiến cho tất cả mọi người đều kích động. Cũng chính là vào lúc này, theo lời Vân Lôi Song Tử nói ra, bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông truyền ra những tiếng phá không vèo vèo. Trong nháy mắt, từng bóng người từ mây trắng cùng mây đen, còn có quan tài đen ở trong tinh không, nhanh chóng lao đến. Còn có dao động thiên nhân không ngừng hạ xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Bốn đạo dao động thiên nhân, ý chí ảnh hưởng tới thiên ý, cũng theo tới. Nhất thời ở trên bầu trời nơi này, hiện ra bốn gương mặt cực lớn, lạnh như băng lại nhìn về phía mọi người. Ngươi, chính là người giết đệ tử Bắc Bạch ta. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gai ti gạo giống như thiên lôi đánh xuống. Trên trời cao, một trong bốn gương mặt chợt mở miệng, âm thanh vang rền. Trong nháy mắt, ánh mắt bốn người bọn họ đều rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Người tới không thiện, vô cùng kiêu ngạo. Mí mắt Bạch Tiểu Thuần giật mạnh, kinh hoàng. Bốn thiên nhân Bắc Bạch này gồm ba nam một nữ. Nữ tử kia là một thiếu phụ, mặt cười mang theo sát khí. Ba người kia có hai vị là lão già, còn có một người lại là trung niên, thoạt nhìn rất tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn có mị lực đặc biệt. Qua tướng mạo, Bạch Tiểu Thuần gặp qua không ít nam tu bộ dạng xinh đẹp, nhưng so sánh với người này, đều kém hơn một chút.
đơn thuần từ trên phương diện tướng mạo, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ê ẩm. Nam tử trung niên này bộ dạng thật sự quá mức tuấn lãng, tu vi lại cao, trong mắt lấp lánh có thần quang, đủ để cho tất cả nữ tu bị hắn thu hút. Giờ phút này, mọi người của Tây Mạch cùng Nam Mạch đều lui ra phía sau. Cho dù Thiên Quỷ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân cũng như vậy, bọn họ dẫn theo tu sĩ dưới trướng rời xa Đông Mạch. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân khẩn trương, trong lòng Tống Khuyết có chút phức tạp, cùng lúc hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Nhưng cùng lúc hắn lại không nhịn được muốn nhanh chân đến xem Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này như thế nào. Thật ra ở trong cảm nhận của hắn, chuyện này căn bản là không có cách nào hóa giải. Thiên nhân Bắc Mạch chắc hẳn cũng không dám chém giết Bạch Tiểu Thuần. Có lẽ đánh hắn một trận thật hung bạo, hiển nhiên là không thể tránh được. Trên thực tế Tống Khuyết phán đoán không sai. Ở trên đường trở về Vân Lôi Song Tử đã truyền âm. Cho nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần vừa đến, mới có một cảnh tượng tất cả thiên nhân Bắc Mạch đều đồng loạt xuất hiện. Hừ, một mình ta không thể ra tay, nhưng mọi người cùng nhau, lại không sao. Vân Lôi Song Tử cười lạnh, trong mắt có hàn quang thoáng hiện. Áp lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lớn lên. Mặc dù tâm tình hắn không tốt, nhưng lúc này thấy một cảnh tượng như vậy, cũng hít vào một hơi, tim đập rộn lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông này không tính cả Vân Lôi Song Tử, lúc này xuất hiện 4 vị. Nếu lại thêm Vân Lôi Song Tử nói, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên tính là 6 vị hay là 5 vị. Nhưng mặc kệ tính thế nào, hắn cũng chỉ có thể là bị ngược. Càng không cần phải nói tới quan tài thủy tinh trong trên bầu trời này, còn có vị bán thần. Lúc này hơi thở của hắn thoáng ngừng lại. Mắt thấy 4 gương mặt trên bầu trời này đều nhìn mình. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ. Nếu như không có Vân Lôi Song Tử ở chỗ này, hắn nhất định sẽ dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn 4 phía xung quanh, muốn tìm người trợ giúp xem đến cùng ai là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong mắt bắt đầu đỏ lên. Ta đường đường là tu vi thiên nhân, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí thế tuyệt đối không thể kinh sợ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng hét lên. Hắn chợt bước ra một bước, ngẩng đầu lên. Khí thế toàn thân chợt bạo phát. Một tay ôm thắt lưng Đỗ Lăng Phỉ đang đứng bên cạnh. Đỗ Lăng Phỉ vốn ở bên cạnh, cũng đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào để giúp Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này. Thậm chí trong lòng đã có ý nghĩ. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã tiến lên ôm nàng. Ở trong sự sửng sốt của Đỗ Lăng Phỉ, khí thế của Bạch Tiểu Thuần cuột khởi, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Hắn lại có thể. Sau khi ôm Đỗ Lăng Phỉ, ở trước mắt tất cả tu sĩ Bắc Mạch, ở trước mặt hai mạch Tây Nam đang đứng ngoài xem, ở dưới sự quan tâm khẩn trương của Đông Mạch, trực tiếp lại ở trên hai má của Đỗ Lăng Phỉ bẹp một cái, hôn xuống. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho đám người Tống Khuyết há hốc mồm. Vân Lôi Song Tử nhíu mày, các thiên nhân Bắc Mạch khác đều vô cùng kinh ngạc, nhất là vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng kia, hít thở chợt trở nên dồn dập, trong mắt hình như có sự tức giận muốn bạo phát ra. Thê tử, phụ thân thiên tôn đại nhân của ta đã đi, lệnh cho chúng ta ở chỗ này tuần tra. Ta nhớ Bắc Mạch nơi này có sư huynh của chúng ta đi, mau giúp ta giới thiệu một chút. Nói như thế nào chúng ta cũng đi tới Bắc Mạch, muốn nên đi bái kiến sư huynh của chúng ta một chút. Bạch Tiểu Thuần hắng giọng một cái, lớn tiếng mở miệng nói. Hắn vừa nói ra lời này, Tống Khuyết trực tiếp lại hít vào một hơi. Mắt của Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân chợt trợn to, trong đầu chấn động không ngừng. Thiên Quỷ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vân Lôi Song Tử tuy biết chuyện này, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể vô sỉ như vậy, leo lên quan hệ với bán thần lão tổ trong tông môn của mình. Các thiên nhân Bắc Mạch khác đều có chút do dự. Thân phận thật sự của Đỗ Lăng Phỉ khiến cho bọn họ đều kiêng kỵ. Đối với sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần này, trong lòng bọn họ càng cảm giác sâu sắc. Đường đường là thiên nhân, lại có thể dựa vào nữ nhân, tính là bản lĩnh gì? Bạch Tiểu Thuần này quả nhiên giống như lời đồn vậy, âm hiểm giả dối, thật không biết xấu hổ. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn còn có chút đắc ý, suy nghĩ, chỉ có kẻ ngu si mới lại ở chỗ này, biết rõ không phải là đối thủ, còn muốn kiên trì đi đánh, chờ đợi kết quả bị đánh gần chết. Thần sắc Đỗ Lăng Phỉ có chút không được tự nhiên, gương mặt thoáng cái lại ửng hồng, giận dữ trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, có tiếng gầm lên giận dữ, từ trên trời cao chợt truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Theo lời nói, có tiếng sấm nổ vang trên trời cao. Chỉ thấy vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng trong số thiên nhân Bắc Mạch kia lúc này giống như tức xui bọt mép, lại có thể hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn có tu vi thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Giờ phút này hắn hoàn toàn không giữ lại, tất cả đều bạo phát, giống như một đạo lưu tinh muốn diệt thế.
Trong phút chốc hắn đã đến gần Bạch Tiểu Thuần. Đối với nam tử tuấn lãng trước mắt này đột nhiên bạo phát, Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay trái hắn chợt giơ lên, trực tiếp đỡ lấy một quyền cách không của nam tử tuấn lãng. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau mấy bước. Nam tử tuấn lãng này đã tới, sắc mặt cũng biến hóa, thân thể cũng lui ra phía sau. Cùng lúc đó, trên mặt Đỗ Lăng Phỉ cũng xuất hiện sát khí, bỗng nhiên mở miệng. Phùng Trần, ngươi muốn làm gì? Lăng Phỉ, tiểu tặc này lại có thể dám ở ngay trước mặt ta không tôn trọng đối với nàng. Hôm nay ta phải giết hắn. Người trung niên tuấn lãng được gọi là Phùng Trần, lúc này trong mắt có lửa giận thiêu đốt, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, sát cơ vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây người. Sau khi hắn nghe được người này gọi Đỗ Lăng Phỉ, hắn trợn trừng mắt, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Các ngươi quen nhau? Đỗ Lăng Phỉ đang muốn giải thích, thoáng một cái Phùng Trần đã lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Lần này chẳng những là hắn ra tay, mấy vị thiên nhân khác, ánh mắt đều lóe lên, rốt cuộc đồng thời đi ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại tới gần. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Hắn cảm nhận được sát cơ của mấy vị này đối của mình. Hơn nữa bốn người đồng thời ra tay, phong tỏa khu vực bốn phía xung quanh hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào né tránh. Nguy cơ trước mắt, hắn lại chợt gầm khẽ một tiếng, thân thể phát ra những tiếng rắc rắc, trực tiếp lại triển khai Nhân Sơn Quyết. Hám Sơn Tràng chợt phát động, Bất Tử Cấm cũng theo đó triển khai. Trong tiếng nổ lớn, Bất Diệt Đế Quyền còn gấp 5 lần, bị hắn không chậm trễ chút nào trực tiếp thi triển ra. Lúc này thiên địa băng hàn hình như càng trở nên khốc liệt hơn. Trong tiếng nổ lớn từ bốn phương tám hướng, một quyền kinh thiên động địa này khiến cho bốn vị thiên nhân Bắc Mạch đều thoáng bị biến sắc. Nhưng bọn họ cũng không lui lại, ra tay toàn lực, rốt cuộc cứng rắn đối đầu. Ầm ầm, trong những tiếng nổ vang, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau. Cũng chính là vào lúc này, Vân Lôi Song Tử đột nhiên tới gần. Lần này, đúng là sáu đại thiên nhân liên thủ trấn áp. Đầu tiên là trấn áp từ thiên ý, giống như phong tỏa linh lực Bạch Tiểu Thuần hút từ bên trong thiên địa này ra, khiến cho thần thông của hắn có cơ sở có thể rất nhiều thi triển. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần rít gào một tiếng. Một giọt bất tử huyết ngưng tụ trong cơ thể chuẩn bị vỡ nát bất kỳ lúc nào. Hắn không có biện pháp khác. Nếu những người này khinh người quá đáng như vậy, hắn chỉ có thể đi thi triển phương pháp thần sát không thể khống chế này. Ba mạch các ngươi lập tức lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tính triển khai thần sát. Mà tất cả những điều này, từ thời điểm Bắc Mạch ra tay cho đến hiện tại, cũng chính là thời gian mấy lần hít thở. Đỗ Lăng Phỉ lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng chợt nhìn về phía quan tài thủy tinh, cao giọng mở miệng. Chu sư huynh, tiểu muội dẫn người đến, sư huynh lại chiêu đãi như vậy sao? Địa điểm thí luyện sinh tử có mạng. Đây là quy định của phụ tôn ta. Chẳng lẽ Bắc Mạch ngươi muốn quan báo tư thù? Gần như trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phỉ mở miệng, bên trong quan tài thủy tinh này, đột nhiên lại truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia vang vọng tám phương. Trong trời cao biến sắc, thân ảnh của một thiếu niên rốt cuộc lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn giơ tay phải vung lên, nhìn như không có lực. Nhưng trong phút chốc, không trung giữa Bạch Tiểu Thuần cùng thiên nhân Bắc Mạch chợt phát ra tiếng nổ lớn. Ầm một, tiếng nổ vừa phát ra, sáu người của Bắc Mạch bị trực tiếp đè xuống tất cả thần thông, thân thể càng bị một lực ôn hòa đẩy mạnh, lui về phía sau. Nhưng chỗ của Bạch Tiểu Thuần lại không phải như vậy. Thần thông của hắn bị mạnh mẽ đè xuống, lực đẩy mạnh càng cuồng bạo, trực tiếp nổ tung ở trên người hắn. Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng rên rỉ, phun ra một búng máu tươi lớn. Thân thể đạp từng bước lui ra phía sau, hơi thở ồ ồ, mắt chợt đỏ lên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy được bóng dáng của người thiếu niên trên bầu trời. Toàn thân người này có sóng dao động bán thần chấn động tâm hồn người khác. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời thâm trầm. Một đòn vừa rồi kia, nếu không phải là thân thể hắn cường hãn, sợ rằng lúc này nhất định đã bị thương nặng. Thiếu niên đứng ở trên trời cao, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, cười, nhìn Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Tiểu sư muội, thế nào lại nói với tứ sư huynh như vậy? Mà thôi, ta cũng không đi tính toán những người này. Người đâu, mở ra đại trận truyền tống, đưa tu sĩ ba mạch quay về tông môn đi. Thiếu niên lắc đầu, theo lời nói truyền ra, rất nhanh lập tức liền có trưởng lão Cửu Thiên Vân Lôi Tông mở ra đại trận truyền tống. Theo tiếng nổ vang vọng, Thiên Quỷ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân đều cung kính hướng về phía thiếu niên bái kiến, sau đó dẫn theo tu sĩ dưới trướng đi vào đại trận, truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng hít một hơi thật sâu, đè ép lửa giận trong lòng xuống. Hắn dẫn theo đám người Tống Khuyết, ở dưới sự châm chọc cùng cười lạnh của tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, ở trong ánh mắt đầy sát ý không hề che của mấy thiên nhân, đang muốn đi vào đại trận rời đi.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một sóng dao động còn mãnh liệt hơn so với bán thần thiếu niên trước đó, trực tiếp hạ xuống Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Thiếu niên giữa không trung sửng sốt, Đỗ Lăng Phỉ cũng ngơ ngẩn. Đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu, nhìn lại. Mọi người nhất thời liền phát hiện ra, lại có một phù văn cực lớn, từ trong không trung hạ xuống. Ở giữa không trung, phù văn này nghiền nát, nhưng lại có âm thanh uy nghiêm chấn động thiên địa, vang vọng tám phương. Phong Bạch Tiểu Thuần làm sứ giả thị vệ, trợ giúp thông thiên sứ giả Đỗ Lăng Phỉ, tuần tra ở Bắc Bạch. Đây chính là pháp chỉ của Thiên Tôn. Lúc này theo pháp chỉ vừa ra, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Bắc Bạch sửng sốt, đám người Tống Khuyết cũng sửng sốt. Đỗ Lăng Phỉ cùng vị thiếu niên bán thần kia dường như đều suy nghĩ tới điều gì. Bốn phía xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần giống như mới tỉnh lại. Trên trán của hắn nhất thời lại chảy xuống mồ hôi. Hắn biết Bắc Bạch này từ trên xuống dưới đều nhìn mình rất không vừa mắt. Hắn vốn tưởng rằng có thể đi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị lưu lại. Cái đó, ta không thích hợp. Chúng ta cùng nhau quay về Đông Bạch. Bạch Tiểu Thuần cũng sắp phát khóc, thoáng một cái vội vàng tính bước vào trận pháp. Nhưng thân thể hắn vừa thoáng động, thiếu niên bán thần ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Giơ tay phải lên chỉ một cái. Nhất thời một lực ràng buộc, trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần nửa bước khó đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Tống Khuyết. Lúc này mỗi người bọn họ đều đang len lén nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó nhanh chóng vô cùng bước vào trong trận pháp. Trong chớp mắt, đám người Đông Mạch đã đều truyền tống rời đi. Lúc này trong tông môn Bắc Mạch, chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần là người bên ngoài tông. Một mình hắn đứng ở bên cạnh trận pháp. Bốn phía xung quanh hắn đều là tu sĩ Cửu Thiên Vân Lôi Tông đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất là Vân Lôi Song Tử và đám thiên nhân. Lúc này khóe miệng mỗi một người đều lộ ra một nụ cười lạnh đầy vẻ trêu tức. Về phần thân phận của Bạch Tiểu Thuần, nếu hắn bị phong làm sứ giả vậy còn tốt. Nhưng hắn lại chỉ được phong làm thị vệ. Như vậy Cửu Thiên Vân Lôi Tông xử lý chuyện của Bạch Tiểu Thuần lại có quá nhiều chủ động cùng cường thế. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể bị lưu lại. Bạch Tiểu Thuần, từ từ hưởng thụ những ngày tháng ngươi ở lại Cửu Thiên Vân Lôi Tông của ta đi. Không quan tâm ngươi ở tại Đông Mạch kiêu ngạo như thế nào, ở Bắc Mạch ta, ngươi đều phải cúi đầu cho chúng ta. Đám người Vân Lôi Song Tử hờ hững mở miệng. Bọn họ đã nghĩ xong, mặc dù không có khả năng giết chết Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở nhà mình, bọn họ có chỗ cường thế, có quá nhiều biện pháp đi hành hạ cùng làm khó dễ hắn. Tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh đều cười to. Loại chuyện đi giễu cợt một thiên nhân lại không có bất kỳ hậu quả gì, đối với rất nhiều người mà nói, là chưa bao giờ có. Thật ra, Bạch Tiểu Thuần ở địa điểm thí luyện, giết chết Lôi Nguyên Tử, đã cùng Vân Lôi Song Tử kết thành hận thù quá sâu, khiến cho toàn bộ Bắc Mạch đối với hắn, đều vô cùng căm thù. Về điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng biết. Lúc này trong lòng đau thương, ta không muốn ở lại chỗ này. Đỗ Lăng Phỉ cười khổ một tiếng. Nàng cũng không nghĩ ra tại sao phụ tôn phải như vậy. Trên thực tế sở dĩ nàng tới Bắc Mạch là bởi vì phụ tôn của nàng có chuyện giao phó cho nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể cũng bị lưu lại. Về chuyện này nàng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi an ủi Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, Phùng Trần trong số thiên nhân Bắc Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đó, trong mắt hắn có sự âm u lạnh lẽo. Hắn bước một bước đi ra, tiến về phía thiếu niên bán thần đang đứng giữa không trung cùng với Đỗ Lăng Phỉ, cúi đầu trước từng người. Lúc ngẩng đầu lên, giọng nói của hắn lang lảnh. Lão tổ, Bạch Tiểu Thuần này vừa được sắc phong làm thị vệ thông thiên, ở lại Bắc Mạch ta tất nhiên là có thể. Chỉ có điều, xét thấy tính nguy hiểm của người này, ta kiến nghị, bắt đầu từ giờ phút này, hạn chế xuất hành đối với người này. Bạch Tiểu Thuần muốn ngẩng đầu phản bác. Nhưng hiện tại thân thể hắn bị bán thần ràng buộc, không thể động đậy được, càng không cần phải nói tới chuyện lên tiếng. Trong lòng hắn chỉ có thể thầm mắng lớn. Có đạo lý, một thiên nhân từ bên ngoài đến như thế. Cho dù là thân phận thị vệ, cũng không thể tùy ý để hắn hoành hành ở bên trong tông ta. Không sai. Lão tổ, này Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đã biết trong lòng hắn có ý định gây rối. Hạn chế hắn một chút vẫn là thỏa đáng hơn. Mấy thiên nhân khác, nhất là Vân Lôi Song Tử lập tức đều mở miệng công nhận. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, Đỗ Lăng Phỉ cũng nhíu mày. Phùng Trần mắt thấy mặc dù bán thần lão tổ không đồng ý, nhưng cũng không cắt ngang lời nói của mình. Trong lòng hắn lập tức có lĩnh ngộ, mỉm cười, ôm quyền lại cúi đầu. Lão tổ, ta có một đề nghị. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần này ở bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông ta, ước pháp tam ng. Thứ nhất, hắn không có tư cách ở tại quan tài đen, chỉ có thể ở lại Vân Tông. Cũng không thể rời khỏi phạm vi Vân Tông nửa bước. Người vi phạm. Giam giữ tại lôi lao của Lôi Tông. Những lời này vừa ra, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm kinh hoàng, khí huyết dâng lên. Trong lòng hắn chửi bới đã vô cùng mãnh liệt.
Về phần Phùng Trần, hiển nhiên có thể đoán được thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang ủy khuất. Hắn chẳng những không có không nhìn tới Bạch Tiểu Thuần, ngược lại quay đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở miệng. Thứ hai, hắn không thể ở luyện đan Bắc Bạch ta. Người này đan đạo quỷ dị, có thể diệt một nguyên đầu tông môn. Cho nên nhất định phải hạn chế đối với hắn. Một khi hắn vi phạm, sẽ không phải đơn giản là giam giữ trong lôi lao nữa. Ta kiến nghị, trực tiếp chém chết. Những lời này vừa ra, nhất thời một ý lạnh lẽo, bao phủ khắp nơi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, nhất thời ủy khuất. Hắn suy nghĩ, sau những gì mình từng trải ở Tinh Không Đạo Cực Tông, đã không dự định luyện đan. Về phần thứ ba, hừ, linh lực thiên địa Bắc Mạch ta thuộc về tu sĩ Bắc Mạch ta, làm sao có thể để cho người mạch khác hấp thu. Cho nên này Bạch Tiểu Thuần ở ta cửu thiên của Nguyên Lôi Tông, chỉ cần dám hít một hơi linh lực của chúng ta, sẽ bị giam giữ trong lôi lao. Ước pháp tam NG này vô cùng tàn khốc, hà khắc đến cực điểm. Lời vừa truyền ra, tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh đều cảm thấy ba đường này gần như phong kín tất cả các con đường của Bạch Tiểu Thuần. Vân Lôi Song Tử cũng giật mình, nhìn Phùng Trần một chút. Trong lòng hắn tất nhiên cũng đồng ý. Lời Phùng Trần nói lại có lý có tình, bộ dạng còn là suy nghĩ cho Bắc Mạch. Cho dù là điều thứ ba không hợp lý nhất, cũng khiến cho tất cả tu sĩ Bắc Mạch đều cảm thấy nên làm như vậy. Người Bắc Mạch, hấp thu linh khí thiên địa Bắc Mạch. Một mình ngươi là thiên nhân ở Đông Mạch tới đây thì cũng thôi, dựa vào cái gì cướp giật linh khí của chúng ta. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn phát điên, hơi thở của hắn gấp gáp. Thân thể hắn bị ràng buộc cũng run rẩy. Trong mắt của hắn xuất hiện tơ máu. Nội tâm của hắn từ lâu đã rít gào. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn không biết Đỗ Lăng Phỉ ở Bắc Mạch có nhiệm vụ gì. Hắn cũng biết Thiên Tôn làm như vậy, nhất định là trả thù chuyện mình ở địa điểm thí luyện, đi vỗ đầu hắn. Lạnh lùng nhìn Phùng Trần, trên mặt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra tức giận cùng sát khí hoàn toàn không che giấu. Nàng hờ hững mở miệng. Chuyện này là sai, lầm. Thân là thị vệ thông thiên, bị ước pháp tam NG như vậy, buồn cười đến cực điểm. Phùng Trần có chút do dự, không nói gì. Nhưng thiếu niên bán thần ở giữa không trung lại nở nụ cười. Ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, tứ sư huynh. Đỗ Lăng Phỉ nhất thời sốt ruột. Tiểu sư muội, ta không biết sư muội cùng Bạch Tiểu Thuần này có quan hệ thế nào. Chỉ có điều sư muội có thể yên tâm một chút. Thân hắn là thị vệ, trừ khi bị giết đệ tử Bắc Mạch ta, nếu không chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Mặt khác, có vài điều ta phải nhắc nhở sư muội. Ở đây là Bắc Mạch. Thiếu niên bán thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Sau đó, hắn xoay người thoáng một cái, biến mất ở trong thiên địa. Theo hắn rời đi, ràng buộc trên người Bạch Tiểu Thuần cũng hoàn toàn biến mất. Hắn chợt ngẩng đầu, thở phì phò. Đồng thời, hắn thấy được sự bảo vệ của Đỗ Lăng Phỉ, cũng thấy được sự lãnh đạm của thiếu niên bán thần. Trong lòng hắn cũng dâng lên sự bất đắc dĩ. Mà thôi, ta lại thành thật ở chỗ này một khoảng thời gian. Hy vọng tiểu đỗ tuần tra nhanh chóng kết thúc. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Đỗ Lăng Phỉ lộ ra thần sắc lo lắng, sắc mặt biến hóa. Nàng biết, vì phụ tôn bị thương, vì khó coi ở địa điểm thí luyện lần này, sợ rằng trong lòng có chút bất mãn. Không chỉ là một mình bán thần Bắc Mạch. Lại như vậy, ở trong kết quả không có cách nào thay đổi, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, bị đưa lên trên đám mây trắng do bức tượng bên trái nâng lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông chuẩn bị chỗ ở cho hắn, nhưng chỉ là căn phòng của đệ tử nhất trọng. Nơi đây đơn sơ đến cực điểm, bốn phía xung quanh càng hẻo lánh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, khẽ thở dài một tiếng, nhăn mặt, nhíu mày đi vào ở lại. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã vài ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên, hắn phát hiện bất kể mình đi tới nơi nào ở Vân Tông này, đều có người ta nhìn mình chằm chằm. Đây rõ ràng là những tu sĩ Bắc Mạch tu vi yếu ớt, một hơi thở của mình cũng có thể tiêu diệt, lại có thể đều dùng ánh mắt giễu cợt, giống như nhìn tù nhân. Loại chuyện vi phạm pháp tắc người mạnh là vua này, ở Bắc Mạch này, nơi nào cũng có thể thấy được. Mà một khi mình tới sát biên giới Vân Tông, thần thức thiên nhân trong nháy mắt lại tập trung tới. Dường như chỉ cần hắn bước vào một bước, sẽ hạ xuống, giam giữ hắn. Hắn thậm chí cũng không thể đi tu luyện. Thật ra ở bốn phía xung quanh hắn, bất kỳ thời khắc nào cũng tồn tại sóng dao động theo dõi. Một khi hắn tu luyện hấp thu linh lực thiên địa, sẽ làm trái lại với ước pháp tam NG. Hạn chế này, từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng lĩnh hội qua. Trong lòng hắn ủy khuất đã sắp chịu không nổi. Thậm chí hắn cảm giác, chỉ sợ là mình cả đời này, một địa phương duy nhất, mình luyện đan xuống, sẽ không chỉ không có áy náy, ngược lại còn chờ mong nhiều chuyện ngoài ý hơn sẽ xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, những gia hỏa này cũng hạn chế ta luyện đan. Thế này còn có để cho người ta sống nữa hay không vậy?
Mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng có loại cảm giác giống như mình bị vây ở tuyệt địa. Đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, hắn đã giận dữ không có cách nào hình dung. Nhưng hắn không có cách nào. Sáu vị thiên nhân liên thủ, hắn đánh không lại. Đối phương còn có bán thần lão tổ. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi nhẫn nhịn. Ta nhịn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc một cái. Đời này hắn chưa từng khó chịu như vậy. Lúc này hắn thở dài một tiếng. Ngồi ở chỗ đó, nhìn bầu trời xa xăm, cả ngày đờ đẫn ra. Nhật Nguyệt Trường không quyết, không có cách nào tu luyện. Bất tử huyết, cũng không đủ sức sống để tu luyện. Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ đờ ra, chính là đờ ra. Cho đến khi Đỗ Lăng Phỉ đến, nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, cả người đờ đẫn ra, rất không đành lòng. Tiểu Thuần, ngươi chờ một chút. Ở chỗ này ngàn vạn không nên gây chuyện. Lần này ta ra ngoài, đi hoàn thành nhiệm vụ phụ tôn ta giao phó. Ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành. Sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây. Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng mở miệng an ủi. Bạch Tiểu Thuần vô tình gật đầu, không để ý tới Đỗ Lăng Phỉ, tiếp tục xem bầu trời xa xăm đờ người ra. Đỗ Lăng Phỉ than nhẹ. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi, bay ra khỏi tông môn. Thời gian trôi qua, lại mấy ngày qua đi. Bạch Tiểu Thuần ở đây vẫn đờ người ra. Dần dần mấy thiên nhân Bắc Mạch phát hiện Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn như vậy, đều hừ lạnh. Nhưng sự theo dõi lại không có giảm đi. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào không đờ người ra. Hắn thật sự cảm thấy, mình ở Bắc Mạch này, nếu như không đờ người ra, thật sự không biết nên làm gì. Hắn thậm chí không ngừng triệu hoán con rùa đen nhỏ. Nhưng con rùa đen nhỏ lại không có tin tức. Về phần nữ hài nhi trong quan tài, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lấy ra. Thật ra, mỗi ngày hắn ở đây đều bị người ta theo dõi, rất không thuận tiện. Ngày này, sau khi Bạch Tiểu Thuần đã ngẩn người ra nửa tháng, sắc trời đã đến lúc hoàng hôn. Nhìn chân trời màu đỏ sậm phía xa, Bạch Tiểu Thuần theo thói quen ngồi ngơ ngẩn, nhìn mặt trời lặn xuống, đang chuẩn bị nhìn mặt trăng dâng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong đầu của hắn, trong giây lát lại có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, yếu ớt vang lên. Theo tiếng thở dài, bên trong túi trữ vật của hắn lại có sóng dao động tản ra. Khí tức của nhà. Những lời này vừa ra, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Nhưng hắn lại cứng rắn buộc mình thoạt nhìn vẫn dại ra. Trong đầu hắn lại dâng lên nghìn tầng sóng, trong lòng có chút kích động. Là nàng đang nói chuyện sao, Trần Linh. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự, ở trong đầu lập tức lại tản ra ý thức của mình. Nhưng đợi hồi lâu, cũng không thấy có tiếng đáp lại. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lo lắng, suy nghĩ có nên mạo hiểm lấy ra quan tài xem một chút hay không. Hùng vào lúc này, trong đầu của hắn lại một lần nữa có tiếng nói yếu ớt truyền đến. Là ta, cảm ơn ngươi, khiến cho ta lại cảm nhận được khí tức của nhà. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Thật ra, trong khoảng thời gian này hắn đã buồn chán đến cực hạn. Lúc này đột nhiên phát hiện nữ hài nhi chân linh lại có thể thức tỉnh, trong lòng hắn càng kích động hơn, vội vàng truyền ra ý thức. Không có bách tức đan, ngươi cũng có thể thức tỉnh. Thức tỉnh không phải là cơ thể của ta, mà là ý thức của ta. Bắc Mạch đã từng là nhà của ta. Khí tức ở đây có trợ giúp rất lớn đối với tích lũy lâu dài, có thể thay thế dược hiệu của một viên bách tức đan. Chỉ có điều, ý thức của ta cũng không có cách nào thức tỉnh quá lâu. Giọng nói nữ hài nhi gián đoạn, vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Khí tức của nhà. Ta từng nghe Linh Khê lão tổ nói qua, Linh Khê Tông đã từng chính là nguyên đầu tông môn của Bắc Mạch này. Là Hàn Môn. Bạch Tiểu Thuần rất sợ đối phương lại ngủ say, vội vàng nói. Hàn Môn. Nữ hài nhi dường như nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia có phần cay đắng, còn có phần hồi ức. Đúng vậy, Hàn Môn đã từng là của ta. Thân là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn, vì hắn chinh chiến Khôi Hoàng Triều, chém giết mấy vị thiên vương, cho đến đuổi Khôi Hoàng Triều ra khỏi Thông Thiên Hà. Sau đó, ta lại vì hắn trấn thủ Bắc Mạch của khu vực Thông Thiên, sáng lập nguyên đầu Hàn Môn ở Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần vốn chi vị buồn chán, thấy nữ hài nhi thức tỉnh, suy nghĩ của hắn là hai bên nói chuyện một chút. Trên thực tế hắn cũng không có ý nghĩ đi thăm dò chuyện trước đây. Nhưng hắn lại không nghĩ ra. Hắn chỉ nói một câu, bản thân không hề chuẩn bị. Nữ hài tử này lại có thể lại nói ra như thế một chuyện bí ẩn giống như sấm sét vậy. À, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn chẳng thể ngờ được, nữ hài nhi lại là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn liên hệ chuyện bốn đại bán thần của nguyên đầu tông môn, đều là đệ tử Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy, theo như lời nữ hài nhi nói, có 8-9 phần là sự thật. Vậy nàng, Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, còn chưa nói hết. Là muốn hỏi, thân phận ta đã như vậy, vì sao Hàn Môn lại bị Cửu Thiên Vân Lôi Tông này thay thế được sao?
Vậy dĩ nhiên là ý của Thiên Tôn. Nếu không, Chu Đạo Nhất lúc đó tuy là bán thần, nhưng dựa vào hắn, làm sao có thể là đối thủ của ta?